cách Bình Châu bây giờ nó trùm lum tà la, thì theo anh nghĩ, theo như cái ý của anh thì anh cảm thấy thành phố của Bình Châu là sao nè? Cái dân kiện, dân cử, nghị viên rồi này kia nọ, theo như cái ý của anh thì sao? Cái thành phố đó là cái thành phố quan trọng. Dạ. Nó nhỏ nhưng mà nó quan trọng. Nó quan trọng bởi vì cái cộng đồng người gốc Việt nó đông. Dạ. Xét về mặt tinh thần á, nó là cái không cái gì cũng đầu tiên, cái gì đó là đầu tiên, cái gì sao vậy? Nó là giống như một cái thủ đô của cái người Việt hiện nay. Dạ. Thành ra là cái thành ra cái đó là cái mà cái biểu tượng. Nó trở thành biểu tượng. Và cái nghị quyết của thành phố đó như thời trường của Chí Tạ làm trước đây á, nó thứ nhất á là về cái vấn đề cái lá cờ vàng, thứ hai về cái ảnh hưởng về văn hóa. Thì đương nhiên á, trong cái truyền thông á, nó là cái cuộc chiến về truyền thông mà, là tuyên truyền mà. Anh hiểu không? Thì cái điều đó đó đương nhiên á, là cái sự đối lập á, bên phía nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cũng vậy thôi, họ cũng không có muốn cho những cái người mà có tinh thần hay những cái người mà mạnh mẽ, thành ra đương nhiên á người ta sẽ bị tác động bởi những cái việc đó, đúng không? Thành ra đối với Huy á, cái đó là một trong những cái mình gọi là chiến địa. Chiến địa đó, báo chí ở trong nước họ luôn luôn họ viết bài hoặc là cái xu thế để họ hạ thấp cái người Mỹ gốc Việt ở đây xuống. Để làm chi? Mình nên nhớ hai đời sống khác nhau. Cái người dân Việt Nam á, họ không có ngưỡng mộ cái người bên này. Họ ngưỡng mộ ông chính trị gia gốc Việt. Họ coi thường. Giống như thường thường họ hay làm mấy cái bài hay như là ở thành phố này giống như cái thị xã, thị trấn ở Việt Nam thôi. Rồi này cái nọ, không có gì quan trọng luôn thôi. Người ta không hiểu. Anh ơi, mà mỗi lần họp báo trời ơi gây lộn trùm lum trùm gì đó. Cái đó là cái điều tất yếu của cái xã hội dân chủ. Ê, cái xã hội mà người ta chỉ biết nghe lời và có cái người đứng đầu á, cái xã hội đó không có tiến bộ. Quốc hội Đài Loan cũng vậy, một cái xã hội nó cần phải có sự đối lập. Đối lập nó khác với lại cái sự lộn xộn nó khác nha. Nhưng mà cái quan trọng là gì, người ta đi theo hướng nào. Có nhiều người người ta đem một vài sự kiện, chẳng hạn như tôi nói hai cô chú bác ở ngoài đường, người ta gây lộn nhau, cái họ quay lên họ nói cái đám người Việt ở đó, ủa đúng phải. Cái quan trọng là dọc anh đưa tin cũng vậy, anh đưa có thiệt không? Cái hướng của anh đưa nó có thể đi theo đúng không? Đúng không? Ví dụ như anh có ông xa anh nói vậy. Đúng rồi, em vậy đó. Không nói. Nhưng em mà không có một số người nó đưa là nó nói ở đây cái đám này nó lộn xộn. Ủa? Anh đâu có quyền anh cản người khác đâu. Đúng không? Ở bên Việt Nam truyền thông là nhà nước nắm, ở bên này truyền thông là tư nhân nắm.